cái con đường N2 này nha anh em. Cái con đường N2 này mình chạy đi đợi cái miếng đất mà mặt tiền 15m dài 38m của mình đó ha. Là chủ đang kêu bán là 920 triệu đất lúa được lên đổ lương 100%. Và đường này ở thành phố Hồ Chí Minh mình đi thẳng một đường ra N2 và tới miếng đất của mình chợ Bình Hòa Nam vô. Thì rất là tiện lợi cho anh em, thì cái này là mình quay cho anh em thấy. Mét dài 38m của mình đó ha. Là chủ đang kêu bán là 920 triệu đất lúa được lên đổ lương 100%. Và đường này ở thành phố Hồ Chí Minh mình đi thẳng một đường ra N2 và tới miếng đất của mình chợ Bình Hòa Nam vô. Thì rất là tiện lợi cho anh em, thì cái này là mình quay cho anh em thấy luôn đó nha. Rất là phát triển và đường xá thì khỏi nói rồi đó. Thì anh em nào đừng có bỏ cái video clip của Phạm Hiếu nha. Mình sẽ tới cái miếng đất của mình liền trong chút xíu thôi à. Đi chừng khoảng còn khoảng 4 cây số nó là tới miếng đất của mình rồi. Đấy, thì miếng đất này chủ đang kẹt tiền kêu bán giá là 920 triệu ngang 15 dài 38, tổng cộng là 578m đất lúa được lên sổ giá 920. Anh em cần gọi cho Hiếu là 0913 871 833. Phạm Hiếu xin chào tất cả các anh em buổi chiều nha. Ngày hôm nay là ngày 9 tháng 10 2 năm 2019. Gửi anh em cái clip video trên YouTube bán đất vườn của Phạm Hiếu. Thì miếng đất này là mặt tiền ngang là 15m, sâu vô là 38m, tọa lạc tại ấp 1 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Đường này là đường Kinh Thanh Hải. Ngày 1 tháng 1 năm 2020 là đường này đã đên nhựa. Đi thẳng phía trước là anh em ra ngoài sông Dầm Cỏ Đông đi qua bên cầu Tàu và gây về Mộc Quá cũng như Thạnh Quá ngoài đó luôn. Rồi đây là miếng đất nè. Anh em thấy cây trụ không? Cây trụ bê tông đó. Cây trụ bê tông là cây trụ đó. Và miếng đất này rất là vuông anh em, trong sổ hồng được công nhận là 578m tại ấp 1 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Đất lúa được lên thổ xây dựng nhà thoải mái anh em ha. Thì chủ đang kêu bán miếng đất này là 920 triệu còn thương lượng nhẹ cho anh em, hoặc là bao giấy tờ cho anh em đứng tên trên đất lúa. Và đất này được lên thổ 100% nha anh em. Thì cái miếng đất này là đi ra ngoài chợ Bình Hòa Nam khoảng 800m nha anh em. Ngay chân chợ, ủy ban, trường học, tiểu học cũng như cấp 1, cấp 2 và trạm y tế. Và về ở thị trấn Đức Hòa mắc khoảng 6 cây số anh em. Về thành phố Hồ Chí Minh, công viên Phú Lâm mắc 1 tiếng đồng hồ, tương đương với khoảng 32 km. Và về Củ Chi, về Tây Ninh, về Hóc Môn, về tỉnh Lộ 10 và về quốc lộ 1A và về các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh rất là tiện lợi cho các anh em. Thì miếng đất này á nè, anh em thấy không, bây giờ mình đứng đây tại vì xe chạy qua lại hoài, mình quay cái góc nó cũng không có được đẹp cho anh em lắm. Nhưng miếng đất này rất là vuông anh em, sổ hồng chính chủ luôn. Miếng đất này người ta cũng thiện trí kẹt tiền, đang kêu bán với giá 920 triệu. Thì anh em cần gọi cho Hiếu là 0913 871 833. Đấy, thì anh em thấy không, thấy ở đằng kia xe tải rất là lớn đang đậu, còn dư một đoạn đường rất là lớn. Và miếng đất này á, là anh em mua ngay lúc này là giá rất là rẻ, rất là rẻ. Và chỉ cần mà cái đường nhựa nó kêu cua be mà nó dọng xuống làm đường thôi, người ta đã ganh gạch trên giới đường hết rồi anh em. Thì Hiếu nói là miếng đất này 100% là vào ngày 1 tháng 1 người ta làm đường nhựa nghe anh em. Thì chỉ cần mà đường nhựa phóng ra một cái thôi thì miếng đất này ít rẻ nhất là phải 100m một mặt tiền, thì tương đương miếng đất này khoảng 1,5 tỷ người ta mới bán. Mà trong khi đất này người ta bán có 920 triệu thương lượng nhẹ cho anh em, chỉ còn có bao nhiêu ngày nữa thôi cho người ta rất là kẹt tiền. Anh em mau tay lẹ xuống tiền thì miếng đất này có giá và anh em đầu tư rất là lời. Và thậm chí là mua để ở thì rất là tốt cho anh em. Thì miếng đất này đi chợ đi búa cũng rất là tiện lợi cho anh em, làm việc giấy tờ cho con cái học hành cũng rất là tiện lợi. Và về thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là tiện lợi và gần gũi cho anh em. Đó, thì Hiếu xin chia sẻ là cho anh em, để anh em gọi cho Hiếu để mà Hiếu dẫn mời anh em đi xem miếng đất này. Cũng như cảm ơn các anh em đã xem video của Hiếu cũng rất là nhiều, và like, share để ủng hộ kênh YouTube của Phạm Hiếu, để Hiếu có được điều kiện, động lực cũng như thời gian dành cho anh em chăm sóc các khách hàng rất là tốt, để quay những video cho anh em biết được, theo dõi qua điện thoại cũng như là màn hình YouTube, TV để kết nối, để anh em biết được những cái miếng đất gần đây và giá cả thị trường. Và năm 2020 này rất là phát triển, đất đai lên rất là cao, và thời điểm này là thời điểm cận Tết, đất đai nó cũng vẫn đang rất là sốt. Rất mong anh em cũng lẹ tay lẹ chân để mà mình sở hữu được những cái mảnh đất ưng ý của mình và rộng đẹp để làm một cái ngôi nhà vườn để an cư lạc nghiệp hạnh phúc trong tương lai.